Hello anh em thấy hôm nay tôi giống mấy cái ông bầu bên Ả Rập Saudi không? Nhìn cũng giống đúng không? Thật ra hôm nay tôi mặc này để tôi giới thiệu cho các ông biết là về một bức tranh mà tôi đã vẽ. Thì ông nào là fan của Ronaldo thì nhảy vào đây với tôi. Đây là một bức tranh mà tôi đã làm, nói chung là không phải vẽ mà tôi đã làm từ các chất liệu là gỗ và đinh bị sắt đấy. Thì bức tranh này tôi làm trong vòng cách đây khoảng tầm 2 năm rồi, vào năm 2021, 2022 ấy. Nó vào một cái đợt dịch, thì đợt đấy dịch bị cách ly nên là tôi không biết làm gì, nên là tôi đã ngồi vẽ làm bức tranh này. Nói chung là bức tranh này làm cũng khá cầu kỳ. Từ đấy thì tôi cũng phải nhờ nhờ nhiều người để mua được đinh này. Để mua được đinh này là cũng là một khâu khá chi là quan trọng nhé. Còn phần gỗ thì tôi đã có sẵn rồi và máy móc các thứ tôi có sẵn rồi, nên là nó đơn giản. Còn phần đinh mới là quan trọng. Phần đinh ở đấy tôi phải đi nhờ mấy người quen liên hệ các thứ thì mới vào cửa hàng để mua được. Thì để làm lên bức tranh này nó cũng tốn khá nhiều đinh. Đấy tôi tính sơ sơ nó cũng rơi vào tầm hơn 7 triệu cái đinh để làm lên bức tranh chân dung của Ronaldo này. Thực ra là tôi làm 7 triệu chiếc đinh sơ sơ như thế thì cũng với ý định là với cái số áo của Ronaldo luôn. Như thế nó có ý nghĩa cho số áo của Ronaldo, với là nói chung là để tạo ấn tượng với bức tranh này luôn. Thì các ông xem bức tranh này thấy nó thế nào thì hãy cho tôi nhận xét nhé. Thực ra bức tranh này nó cũng không là lớn lắm, nó vừa phải. Nó tầm rơi một mét nên là làm thì nó cũng rơi tầm đâu tầm tuần là xong. Từ dựng hình xong rồi đến lên chi tiết. Bức tranh này tôi cũng đã đăng video lên kênh của tôi rồi, thì bây giờ tôi giới thiệu lại cho các ông biết, với là bây giờ thì cũng cho các ông xem qua những cái quá trình mà tôi đã làm như thế nào. Nói chung là cũng hơi phức tạp và cầu kỳ một chút thì mới lên được một cái chân dung như thế này. Thực ra là tôi cũng nói chung là cũng đam mê bóng đá một chút thôi, nhưng cũng không am hiểu nhiều, nhưng mà những nhân vật khá chi là nổi tiếng nhưng ngôi sao thì tôi cũng biết. Nói chung là cũng thần thần tượng một số các cầu thủ bóng đá. Trong đây có John. Ông xem bức tranh này của tôi làm mà thấy có điều gì nó chưa được tốt hoặc chưa được đẹp lắm thì các ông hãy cho tôi biết dưới phần bình luận để tôi nói chung là cố gắng hơn nhé. Đấy, chân dung anh Bảy của các bạn đây. Vì sao tôi chọn cái chân dung này thì vì là cái hình ảnh này là tạo cho nói chung là nhiều anh em có tinh thần, nói chung là có khí thế, tạo cho nhiều anh em có động lực tham gia thể thao nhiều hơn. Đấy. Nói chung là cái thần thái của anh Bảy thì ông nào là fan thì cũng hiểu rồi đấy. Anh Bảy truyền động lực cho rất nhiều người. Và điều quan trọng là cái tinh thần nỗ lực trong công việc của anh ấy là cao. Tôi học hỏi qua hình ảnh của anh Bảy cũng nhiều đấy. Nói chung là tôi cũng không phải là fan ruột lắm, nhưng mà ít ra là tôi thích thể thao nên là tôi cũng đam mê thôi. Gọi là fan nửa mùa các ông ạ. Các ông xem chi tiết này. Đấy, toàn là đinh. Những chỗ đậm nhất là đinh nhiều nhất.
Còn cái phong cách hôm nay tôi ăn mặc thế này thì gọi là để nó minh họa, để giới thiệu bức tranh cho nó ấn tượng thôi chứ chả có gì là thú vị cả. Đấy, cục tông xe tông xanh các kiểu. Màu xanh là màu tôi yêu thích rồi nên là cứ phải theo tông thôi. Thôi, hôm nay tôi cũng giới thiệu qua về các ông biết về cái cách tôi làm bức tranh này và cũng như là chất liệu để làm bức tranh Ronaldo này như thế nào rồi đấy. Thì các ông thấy bức tranh tôi có đẹp hay là xấu thì cho tôi biết. Hai là thấy video này có gì nói là không hay hoặc là có gì thú vị thì cũng cho tôi biết dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới video này. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Và các bạn đừng quên nhé, Lê Hải, người truyền tải giá trị nghệ thuật.